Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ làm kè đấu mà đã gây ra khá nhiều tranh cãi trong thời gian trước đây, sư tử và khỉ đột. Lý do mình làm là bởi vì vẫn còn nhiều người hiểu sai về kết quả trận đấu. Khác với mọi hôm, lần này mình sẽ không phân tích chi tiết về từng con mà sẽ đi thẳng vào phân tích trận chiến. Ok, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích nhé. 3. Phân tích trận chiến. Về kích thước, sư tử cao 1,2m, dài 2,8m và nặng 272kg đối với sư tử Barbary. Còn khỉ đột đất thấp phía đông cao 1,8m, tay dài 2,3m và nặng 190kg. Như vậy sư tử to lớn hơn. Về lực hàm, lực cắn của sư tử và khỉ đột không chênh lệch nhiều, nhưng răng của sư tử dài hơn, bén hơn và hàm sư tử cũng to hơn. Như vậy rõ ràng hàm sư tử là mạnh hơn và sát thương lớn hơn, mặc dù khỉ đột có lực cắn mạnh hơn. Một con khỉ đột có lực cắn là 1.300 PSI, trong khi đó một con sư tử được đạt lực cắn 1.000 PSI. Sẽ có bạn cho rằng lực cắn của sư tử chỉ đạt 650 PSI. Tuy nhiên, National Geographic và các nguồn thông tin xác thực đã xác nhận rằng sư tử có lực hàm đạt 1.000 PSI. Thông tin lực cắn của sư tử đạt 650 PSI là hoàn toàn sai. Mình sẽ giải thích như sau. Theo như các trang báo mạng thì lực cắn của sư tử đạt 650 PSI. Còn một số trang báo khác cho rằng lực cắn của sư tử đạt 691 PSI. Tuy nhiên, đây là lực cắn của một con sư tử đực còn trẻ. Điều này cũng nhận định rằng lực cắn 650 PSI của sư tử là hoàn toàn sai. Vì các bạn thấy đấy, 691 PSI đã là lực cắn của một con sư tử chưa trưởng thành. Theo National Geographic và các nguồn thông tin xác thực khác, họ đã xác nhận rằng lực cắn của sư tử chính xác là 1.000 PSI. Điều thứ hai các bạn thắc mắc là tại sao sư tử lại có sát thương mạnh hơn mặc dù có lực hàm yếu hơn đôi chút. Và tiếp tục mình sẽ giải thích như sau. Sư tử có những cái răng nanh rất dài và sắc nhọn. Còn khỉ đột thì có răng cứng và to, tuy nhiên lại không hề sắc nhọn và dài bằng sư tử. Ngoài ra hàm của sư tử cũng mở rộng hơn so với khỉ đột, nên là sát thương thì tất nhiên sư tử hoàn toàn nhỉnh hơn so với khỉ đột. Về chi trước, khỉ đột có lực đấm rất mạnh và mạnh gấp nhiều lần so với con người. Còn sư tử thì cũng có chi trước mạnh hơn con người rất nhiều. Và trên thực tế, thông qua các thí nghiệm thì lực tác của một con sư tử không hề thua kém gì hổ hay khỉ đột. Nhưng sư tử lại có móng vuốt sắc nhọn và dài nên sư tử sẽ chiếm ưu thế hơn. Về trí thông minh, rõ ràng thì trí thông minh của sư tử là không thể so với linh trưởng được, nên khỉ đột ăn đứt ở mặt này. Khỉ đột rất thân thiện và biết học hỏi. Về tốc độ, sư tử có thể chạy với vận tốc 80 km/h, còn khỉ đột là 40 km/h. Ngoài ra tốc độ ra đòn thì khỉ đột có tay rất linh hoạt, nhưng linh hoạt trong việc cầm nắm thôi chứ không linh hoạt trong chiến đấu. Tốc độ ra đòn của khỉ đột là khá nhanh, nhưng nó vẫn không thể bắt kịp được tốc độ ra đòn của báo hoa mai. Trong chiến đấu thì tốc độ của sư tử còn nhanh hơn cả báo hoa mai, cả tốc độ chạy lẫn tốc độ tấn công. Thậm chí tốc độ tấn công của nó cũng ngang ngửa so với hổ, nên chỉ cần sơ suất nhỏ thì sư tử cũng có thể tát được hổ mà hổ không kịp giở tay. Nhưng do hổ đứng hai chân được lâu hơn nên đa số sư tử thua. Như vậy về màn này sư tử vẫn hơn khỉ đột. Về thể lực, khỉ đột có cơ bắp rất tốt nhưng thực tế nó lại không dai sức như sư tử. Da của khỉ đột rất mỏng và như da người trong tự nhiên. Khỉ đột được trưởng thành và bị báo hoa mai giết chết do khả năng chịu đòn kém. Báo hoa mai có thể dễ dàng cào rách da và khiến khỉ đột bị chảy máu rất nhiều, gây ra những vết thương nặng. Trong khi đó, sư tử có thể chịu được những cú cắn của hổ mà hổ chắc chắn có sát thương lớn hơn báo hoa mai rất nhiều. Khỉ đột có xương to nhưng không dễ dàng như sư tử. Sư tử có thể nhảy từ vách đá cao 8m xuống mà vẫn không sao, nhưng khỉ đột thì lại khác. Từng có vụ việc một con khỉ đột lưng mặt tấn công một con báo hoa mai để bảo vệ gia đình, nhưng do tốc độ ra đòn kém hơn nhiều nên khỉ đột bị một con báo hoa mai lao vào và vô tình đẩy cả hai lăn xuống vách núi. Kết quả là con khỉ đột chết. Trong khi đó, con báo hoa mai vẫn còn sống và bị người dân xua đuổi vì những người này rất yêu quý khỉ đột. Như vậy, về mặt này sư tử cũng vượt trội so với khỉ đột. Về kỹ năng chiến đấu, do là loài động vật ăn thực vật nên khỉ đột không có kỹ năng chiến đấu tốt như báo hoa mai hay sư tử được. Động vật ăn thịt cũng có kỹ năng chiến đấu tốt hơn. Hơn nữa, khỉ đột chỉ có hai kẻ thù tự nhiên là báo hoa mai và cá sấu. Và việc hai loài này đối đầu với nhau là rất hiếm. Mà nếu có đối đầu với nhau thì người thua cuộc vẫn luôn là gorilla. Còn sư tử thì ngoài đi săn thì sư tử cũng phải chiến đấu với đồng loại và nhiều loài vật khác. Đồng cỏ châu Phi là nơi có sự cạnh tranh khắc nghiệt nhất thế giới, nên việc sư tử có kỹ năng chiến đấu tốt hơn là điều dĩ nhiên. Khỉ đột lưng bạc nếu đấu trực diện với báo hoa mai thì đa số là hòa, hoặc là những con báo thắng. Thậm chí nếu là một con khỉ đột được trưởng thành đơn độc thường sẽ bỏ chạy khi gặp báo hoa mai. Trên thực tế đã từng có một vụ khỉ đột đã trốn khỏi báo hoa mai nhưng vẫn bị giết. Như vậy ta có thể thấy là báo hoa mai đã đối đầu với sư tử thì rõ ràng báo hoa mai thường sẽ tránh né sư tử vì nó biết rằng nó không phải đối thủ của sư tử. Như vậy về mặt này sư tử thắng.
Như vậy ta có 7 tiêu chí và sư tử hơn gần hết mọi mặt. Khỉ đột chỉ hơn về trí thông minh. Tuy nhiên các điểm mạnh của sư tử là ảnh hưởng rất nhiều đến đối thủ. Nên mình có thể chắc chắn rằng nếu đấu trực diện thì tỷ lệ thắng của sư tử ít nhất sẽ là 95% trở lên. Trên thực tế, khỉ đột có điểm yếu là bị cắn vào cổ họng. Đa số các loài mèo lớn thường áp dụng chiêu thức này để giết chết những con linh trưởng lớn. Báo gấm áp dụng công thức này để giết đười ươi cái và đười ươi non. Hổ áp dụng để giết những con đười ươi được trưởng thành. Sư tử cũng áp dụng để giết chết tinh tinh và bó hoa mai cũng sử dụng chiêu thức này để giết khỉ đột và tinh tinh. Giả sử có một trận đấu tay đôi giữa khỉ đột và sư tử. Đầu tiên, con khỉ đột sẽ cố gắng hăm dọa con sư tử, nhưng với bản năng của một kẻ săn mồi thì sư tử chẳng có gì phải sợ cả. Lúc đó cả hai sẽ lao vào nhau. Với tốc độ ra đòn nhanh hơn, sư tử sẽ dễ dàng chiếm ưu thế ở những cú đánh đầu tiên và sư tử sẽ tung ra những cú tát vào người con khỉ đột. Khỉ đột lại phản công nhưng lực đấm của nó cũng chỉ ngang ngửa đối thủ nhưng chậm hơn và không có móng vuốt nên sư tử dễ dàng áp đảo con khỉ đột. Ngoài ra trong lúc vật lộn thì sư tử cũng có thể dễ dàng vật được khỉ đột, sử dụng móng vuốt để cào xé vào da của khỉ đột và khiến khỉ đột bị thương nặng và khiến có một suy yếu. Cuối cùng, sư tử sẽ tung ra nhát cắn chí mạng vào cổ khiến cho con khỉ đột bị gãy xương cổ hoặc thủng một sọ mà chết. Các bạn có thể cho rằng sư tử không thể cắn vỡ sọ được khỉ đột, nhưng trên thực tế, việc cắn gãy xương khỉ đột lưng bạc thì báo hoa mai vẫn có thể làm được. Như vậy, người chiến thắng rõ ràng sẽ là sư tử chứ không phải là khỉ đột. Các bạn nên biết rằng gorilla thậm chí còn sợ báo hoa mai. Và nếu như khỉ đột phải đối đầu với sư tử thì chắc chắn nó sẽ không phải là đối thủ của sư tử. Như vậy video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.